một ngày em sẽ không ở đây, lấy đâu ai đợi anh về chứ? Nếu một ngày trong những cơn say gọi em bằng tên giấc mơ chưa đầy, nếu một ngày ta sẽ không gặp nhau, nhớ nhau không hay lại yêu vội vã? Nếu một ngày, nếu đến một ngày, ngày buồn trong đời người, anh mang theo nỗi nhớ bên mình, sợ quên tháng ngày có em, giữ thật dấu yêu thương trong túi, tìm lại đôi chút yên bình một thời. Ngày có em vì em anh đã vui như chưa từng, ngày có nhau vì nhau anh muốn mình mãi thế thôi. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, yêu thương trao nhau là khoảnh khắc không rời. Ngày cách xa nhận ra không thể quên quên một người, ngày biết bên cạnh nhau nhưng chỉ là một giấc mơ. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, sau bao nhiêu năm vẫn nhớ. Thái ơi, Thái ơi, Thái ơi, nói con hả? Dạ. Sao con về nhà ngủ đi, nội tự lo nội được mà. Đâu có được nội, nội ở bệnh viện bao nhiêu ngày, con sẽ ở với nội bao nhiêu đêm. Mẹ của con muốn ở lại mà cũng đâu có cho đâu. Nội là của con mà. Tại con rồi bây giờ còn nhiều chuyện nữa. Con xin lỗi nội. Con muốn nội với mẹ con được vui vẻ hạnh phúc. Vậy mà con làm mọi người thất vọng. Nội chỉ muốn gia đình mình yên ổn, hạnh phúc. Tuổi già của nội chỉ mong được sống bên cạnh con cháu thôi. Lên ngồi đi nói. Mẹ nghỉ ngơi nha. Con nói gì Năm Chân Yến cho mẹ. Bảo Nam đâu sao không thấy nó? Dạ, sau khi mà làm thủ tục xuất viện xong á, thì bên khách sạn có gọi điện thoại nói là Bảo Nam phải về ký kết hợp đồng với bên đối tác. Họ có nhu cầu là cho chuyên gia của họ lưu trú dài hạn tại khách sạn mình đó mẹ. Cho nên con kêu Bảo Nam qua khách sạn luôn rồi. Nội, vậy giờ con cũng qua khách sạn luôn nha nội. Tại hôm bữa sau khi mình đăng bài đính chính xong, rất nhiều khách hàng tin tưởng và quay trở lại, cho nên là con muốn hẹn gặp người ta để tặng quà. Con làm tốt mà. Thôi con đi lo công việc đi, không phải lo cho nội nữa. Dạ, vậy để sau khi xong việc con với anh Nam sẽ về thăm nội liền nha. Chị Phượng à? Dạ. Chị sẽ thay tôi qua nhà bé Trang để nói cho mọi chuyện rõ ràng hơn. Từng tuổi này rồi, tôi chỉ muốn gia đình mình được quây quần sống hòa thuận với nhau. Ý mẹ là... Chị qua bển, chị kêu bé Trang nó về để sống. Nhà mình có điều kiện tốt để chăm sóc cho em bé hơn. Nội, vậy là nội muốn anh Nam đón cô Trang về để ở chung với nhà mình hả nội? Không biết sao thời gian gần đây cứ nằm chiêm bao thấy ba thằng Nam hoài. Thằng Thái không biết nó muốn nhắc tôi điều gì nữa. Nội muốn anh Nam với cô Trang kết hôn với nhau hả nội? Cứ để cho nó sinh xong đã, rồi mọi chuyện mình sẽ tính tiếp. Con hiểu rồi, con đi liền nha mẹ. Nhưng nhớ nói với cô ta đó, gia đình mình sống có tôn ti trật tự,
có khuôn phép rõ ràng. Cô ta liệu nhắm không được thì đừng có về. Dạ, thưa mẹ con đi. Nội, dạ thưa nội, con xin phép đi làm. Bà nội của Bảo Nam đồng ý cho hai đứa kết hôn rồi hả chị? Dạ, hôm nay tôi qua đây cũng xin thưa với anh, xin phép anh đồng ý cho bé Trang qua nhà tôi ở để tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Còn chuyện cưới xin thì sau khi mà Trang sanh xong mình tính tiếp anh ha. Ý chị là con tôi sinh cháu cho gia đình chị chứ không muốn cưới con Trang làm dâu hả? Dạ, anh đừng có hiểu lầm, tôi không có ý đó. Tôi chỉ có một mình con Trang là đứa con duy nhất. Tôi không muốn con tôi bị thiệt thòi, tôi không đồng ý. Trang ơi, mở cửa cho anh. Trang ơi. Con chào chú. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, chuyện của tôi con để tôi con tính. Mẹ đừng có nặng lời với chú với Trang. Mẹ cũng chỉ muốn cho hai đứa hạnh phúc thôi, chứ mẹ có chia rẽ gì đâu. Mà sao con biết mẹ ở đây mà qua vậy? Con vừa về tới cổng nghe dì Năm nói mẹ qua đây là con chạy qua đây liền á. Bà nội muốn mẹ đi qua đây gặp ba của Trang, xin phép ba Trang đón Trang về nhà để chăm sóc cho hai mẹ con đó. Thiệt hả mẹ? Dạ, con cảm ơn thành ý của cô, nhưng mà con tôn trọng quyết định của ba con. Và nó cũng đúng, tại vì con chưa được cưới hỏi đàng hoàng nên con không thể nào dọn đồ qua nhà cô ở được. Em, anh biết tính khí của nội, một khi nội đã muốn em về thì sớm muộn gì cũng làm đám cưới cho hai tụi mình thôi. Em tin anh. Anh cũng biết rồi đó, nhà tôi thì cũng chỉ có mỗi mình Bảo Nam thôi, cho nên dĩ nhiên là chúng tôi muốn sẽ có một cái đám cưới thật là chu đáo. Nhưng mà bây giờ Trang nó đang bầu bì vậy, tôi nghĩ là cách tốt nhất vẫn là đợi Trang sanh xong. Tôi nghĩ không ổn. Hiện tại cái thai con Trang nó còn nhỏ, muốn cưới thì cưới được, chứ có sao đâu. Tôi biết á, bây giờ mà để Trang qua nhà tôi ở thì cũng thiệt thòi cho con bé. Nhưng mà anh nghĩ đi, bây giờ Trang nó đang mang thai, sức khỏe cũng đâu có được tốt, rồi còn phải chạy tới chạy lui để mà lo đám cưới nữa, thì làm sao mà thoải mái cho được. Tôi cũng chỉ đứng ở giữa, luôn luôn muốn là tìm mọi cách để cho hai đứa tụi nó được gần gũi, được hạnh phúc. Cho nên tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại. Con cảm ơn mẹ, con biết mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Với lại còn một chuyện tế nhị nữa cũng muốn thưa với anh. Tôi biết là trước đây Trang nó cũng có những cái khoản khó khăn. Nếu như Trang đồng ý qua nhà tôi ở thì gia đình chúng tôi hứa là sẽ chi trả hết những cái khoản đó để cho Trang nó được thoải mái, yên tâm để mà dưỡng thai. Cho nên anh không cần phải lo về khoản đó nữa. Em, nghe lời anh, đi về nhà ở với anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em. Chú nói với Trang một tiếng được không chú? Con hứa sẽ chăm sóc tốt nhất cho Trang. Anh, nhưng mà ở đây ba của em cũng chăm sóc chu đáo cho em mà. Em, Trang con, tuy rằng ba nuôi con từ nhỏ, gà trống nuôi con, nhưng bây giờ con bầu bì như vậy, ba đâu có rành đâu mà chăm sóc. Thưa chị, nếu như con tôi về nhà chị, mong rằng chị coi nó như là con ruột của mình. Về khoản này thì anh có thể yên tâm, tôi hứa với anh sẽ coi Trang giống như là con gái của mình. Cảm ơn chị. Ta-da! Từ nay phòng này sẽ là phòng của em. Anh chỉ ở ké thôi, cho nên em muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng này
thì tùy ý em. Ồ, tính ra là anh cũng ở sạch sẽ quá ha. Chứ sao, anh phải dọn phòng sạch sẽ để đón nữ hoàng của anh chứ. Mà sao trong phòng của anh treo nhiều hình Messi quá vậy? Bộ anh thích đá banh lắm hả? Đúng rồi, Messi là thần tượng của anh mà. Ai, không biết là em có diễm phúc được có một tấm hình nhỏ để trong một góc phòng của anh không ha? Hình em á? Ừ. Anh sẽ rửa một tấm thật là bự treo trước phòng anh. À không, anh nghĩ là sẽ in vô giấy dán tường luôn, anh dán lên tường luôn. À không nữa, dán hình con nữa chứ. Anh chỉ mong là hai đứa mình hạnh phúc mãi như vậy thôi. Thì em nói rồi đó, em chấp nhận tình yêu của anh. Em cho phép anh mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày phải yêu em nhiều, 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 nhiều hơn nữa. Ừ. Biết chưa? Biết rồi. Cái này thì em không cần phải nói, anh tự cấp quyền cho anh luôn. Hay quá ha. Anh xin lỗi em nha. Sao lại xin lỗi em? Xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi bấy lâu nay nè. Vậy thì từ ngày hôm nay anh bù đắp cho em đi là vừa rồi đó. Vậy ha, để bù đắp liền bây giờ nha. Anh bù em xuống. Vợ xinh đẹp của anh. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Lan, mai mốt em vô phòng tụi anh em phải gõ cửa chứ. Nội kêu hai người xuống ăn cơm kìa. Mà nói gì nghe xa lạ vậy? Bình thường vô phòng anh em cũng như vậy mà. Anh có nói gì đâu. Anh chỉ nhắc để em để ý hơn thôi. Em xuống trước đi, lái anh xuống. Mới về nhà, em không muốn gây chiến với Mai Lan đâu. Nên anh đừng có châm dầu vô lửa nữa. Anh biết rồi. Vì em, anh sẽ tích cực để nịnh nọt Mai Lan, được không? Mà em nè, có thể đây là cuộc sống mới. Em sẽ không vui hoặc là không thoải mái. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em. Nói là phải giữ lời đó. Không giữ lời thì đừng có trách em nghe chưa. Em định làm gì tôi? Không. Mọi người ăn chứ. Dạ. Ăn đi. Dạ. Con mời mẹ dùng cơm. Ừ. Có. Ăn đi con. Mời cả nhà ăn cơm. Con mời bà. Con mời cô. Em cảm ơn anh. Mời chị. À, sẵn đây rồi nói luôn ha. Tất nhiên là cô Phượng đây sẽ chỉ cho cháu rất nhiều thứ trong nhà. Nhưng mà tôi thì tôi đặc biệt lưu ý nha. Mà không phải riêng cái nhà này, nhà nào cũng vậy. Có tôn ti trật tự rõ ràng, cháu phải tôn trọng điều đó. Dạ. À, mình không được phép về khuya nè, đừng có đi quá sớm. Cái lý do là tại vì mình đang trong thời gian dưỡng thai đó. Ừ, mình dưỡng để có sức khỏe tốt ha, đừng có làm mà ảnh hưởng tới những người khác. Thôi thôi thôi, mọi người ăn đi chứ, ăn ha. Dạ. Ừ. Quên, con để dặn cái này nữa. À, cháu không được phép dùng hình ảnh của bất cứ ai trong gia đình. Đặc biệt là những hình ảnh sinh hoạt của gia đình á, mà đăng lên mạng xã hội. Tại vì nhà mình có công ty nè, mình quan hệ bên ngoài cũng nhiều. Những cái hình ảnh nó lên rồi mạng bây giờ có những cái gì nó không hay đó, nó phiền toái lắm. Thật sự là tôi không muốn đó.
với danh tiếng của cháu thì nó cũng không tốt, cho nên mình cẩn thận nha. Dạ, con mời nội ăn. Ăn có sức khỏe nha nội. Cảm ơn cháu nội. Rồi con hứa gì với bà nội nhớ không? Con hứa là từ nay sẽ tập trung toàn thời gian đi làm với Mai Lan ở khách sạn, không có trốn và chúng mình nấu nướng nữa. Vậy là từ hôm nay em sẽ đi chung xe, về chung giờ với anh nha. Có như vậy thì con mới quản lý anh được, không cho anh đi lung tung, phải không nội? Con là quản lý ở công ty, bà nội là quản lý ở nhà ha. Có vẻ mệt mỏi rồi đây. Mệt hả? Mệt, mệt ha. Ăn cơm đi em. Nè, em ăn đi. Ăn uống cho có sức khỏe vô, bồi bổ vô. Cuối tuần anh sẽ xin cho bà nội về thăm ba. Ba nghe nè con. Ừ, ba đang ở quán cà phê của thằng Tiến. Sao? Qua bệnh ở ổn không con? Ừ, ba định qua bên đó thăm con mà thấy bất tiện quá nên ba cũng ngại. Ba là ba của con chứ có phải ai xa lạ đâu mà sợ bất tiện. Hay là ngày mai con sắp xếp con về chơi với ba nha. Ừ, vậy cũng được. Cuối tuần cái con kêu thằng Nam á chở con qua thăm ba, chứ con đi một mình á ba không có yên tâm. Thôi đợi từ đây tới cuối tuần lâu lắm, với lại á anh Nam á ảnh đi làm hoài à, tới tối em mới về, con quay quần trong nhà có một mình cũng buồn lắm á ba. Chị Phượng không nói cho cháu biết là không nên sử dụng điện thoại hả? Cháu thừa biết là sóng điện thoại không tốt cho thai nhi. Cái điều đó ai cũng biết. Không lẽ có đi học mà cũng không biết điều này hả? Dạ con biết mà. Tại vì con chỉ nói chuyện điện thoại với ba để bàn công việc một chút thôi. Nếu mà rảnh quá không biết làm gì thì người ta kiếm sách vở rồi đó. Người ta học để người ta nâng cao nhận thức đi. Rảnh quá không làm biết làm gì rồi lấy điện thoại ra kể lể rồi hết người này tới người kia. À, nếu mà cháu không hỗ trợ cho Nam được trong cái chuyện sự nghiệp á thì cũng đừng để mình trở thành gánh nặng của nó. Tôi có nói với chị Năm á là nấu những món tẩm bổ để cho cháu ăn, không phải là cho cháu đâu, để cho đứa bé trong bụng á. Cho nên không thích, không muốn, cháu cũng phải ăn. Ăn cho hết. Chắc là cháu rõ ý tôi rồi chứ. À, tôi nghe nói hôm qua là cái tô cháu cá chép là cháu không ăn hết hả? Dạ tại hôm qua con no quá, chứ lại con mệt con không nổi. Tôi nhắc lại lần nữa nha, không phải là món ăn đó dành cho cháu, món ăn đó dành cho cái thai trong bụng. Ăn không hết cũng phải ráng ăn để bổ cho em bé. Vậy thôi. Chú, con có đặt cơm rồi. Tí nữa người ta vào tới, chú ở lại ăn với con nha. Ừ, vậy cũng được. Chứ con Trang qua bên Nam ở rồi, chú con mình cũng làm biến nấu nướng. Chắc chú nhớ mén lắm đúng không? Nhớ sao không nhớ con. Nhưng mà thấy nó hạnh phúc á thì chú nhớ sao cũng được. Hồi nãy nghe bà nội của thằng Nam đe nè con nhỏ mà nó không có trả lời được tiếng nào. Chú đau lắm con. Làm dâu nhà giàu đâu có dễ gì đâu chú. Mà xét cho cùng á, bà nội thằng Nam đe nè con Trang cũng vì lo cho đứa bé thôi. Mà chú nghĩ chắc con Trang nó buồn lắm. Chú yên tâm đi. Mấy cái chuyện nhỏ này á, con tin mén sẽ vượt qua được mà. Mày đã đừng có kêu nó ăn mén này mén nọ, cứ miên miên hoài. Con quen miệng mà chú. Ủa mà chú có nói với Trang á cái chuyện chú quay trở lại khu trọ cũ chưa? Chú kịp nói với nó đâu,
Nó bây giờ lo đủ thứ chuyện hết. Không lẽ bây giờ hở chuyện gì cũng nói với nó. Nó lo thêm. Chú đẩy nó qua ở nhà thằng Nam vội vàng như vậy á, cũng vì sợ nó gặp bất trắc với thằng Vinh. Chú ở đây một mình, chú cảm thấy yên tâm hơn. Chú ngồi nghỉ ngơi đi, để máy này con dẹp cho. Thôi để chú làm. Dạ thôi, chú ngồi nghỉ đi. Lượng khách hàng ở những đại lý du lịch vẫn là ở mức cao nhất, nhưng mà phần tiền chiết khấu hoa hồng quá cao, cho nên là em đang nghĩ khách sạn mình có thể là tổ chức đẩy mạnh việc phát triển website để thu hút về lượng khách hàng riêng. Ừ. Nhưng mà anh nghĩ ngoài chuyện mình phát triển những website ra thì các nền tảng xã hội khác như là Facebook, YouTube, TikTok hay là Google chúng ta cũng có thể phát triển được mà. Họ trông cũng đẹp trôi quá. Nếu không phải vì con, chưa chắc ba mẹ đã có thể ở bên nhau như lúc này. Nhớ anh quá. Chắc nay anh mệt phờ rồi, vì từ sáng đến giờ cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí của em. Vì đây là cách tiếp cận khách hàng đông đảo nhất mà anh thấy rất là phổ biến hiện nay. Đây, em xem đây. Anh quên nội của mình là một người rất truyền thống hả? Nội không thích dùng theo cách này. Nội nói những mạng xã hội là có hại nhiều hơn là có lợi. Lỡ nhưng mà một review vô tình của người ta thôi là bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển hết. Nhưng mà mình làm ăn tử tế mà, đâu có sợ ai hại hay là gì mình đâu em. Đúng không? Hôm nay khách hàng mấy giờ? Anh muốn xong sớm để anh chạy về nhà một chút. 12 giờ. Anh làm gì gấp dữ vậy? Mới đi làm mấy tiếng đồng hồ hả? Mà về thăm vợ nữa hả? Em làm gì vậy? Em chụp, gửi báo cáo cho nội xem. Chứ nếu không là nội không tin anh đang làm việc nghiêm túc đâu. Chắc nội thấy được mấy tấm hình này sẽ vui lắm á. Em bé của mẹ, mai mốt con phải cảm ơn mẹ nhiều dữ lắm vì đã kiếm cho con một ông ba đẹp trai như vậy, biết chưa? Đợi cô xuống ăn cơm nè cô ơi. Cô Trang ơi.
Dạ bà, con kêu cô Trang nãy giờ mà con không có nghe cổ lên tiếng, chắc cổ ngủ quên rồi đó bà. Đẩy cửa vô chưa? Dạ, hồi nãy con có đẩy cửa vô rồi mà phá cửa ở trong rồi đó bà. Mẹ có đang ở nhà không mẹ? Mẹ cũng định là về ăn cơm với Trang cho con bé nó đỡ buồn, nhưng mà tự nhiên lại có việc đột xuất không có về được. Mà sao vậy con? À không, con gọi cho Trang không được cho nên là con hỏi mẹ thôi. Vậy con tắt máy nha mẹ. Nằm muốn nói chuyện với anh nè, mình gọi cho anh không được. Vậy con nghe nội. Bây giờ sao? Có dạy được con bé Trang không? Giờ không biết phép tắc gì hết trơn hả? Ngồi ở dưới bàn ăn chờ nó cả một buổi luôn. Rồi bây giờ chị Năm lên phòng kêu bao nhiêu lần không thèm mở cửa, không thèm trả lời. Vậy làm sao? Sáng giờ nội có la Trang hay là có chuyện gì không nội? Cái gì? Cái gì mà có vụ mắng mỏ ở đây nữa? Con à, bà nội nói này cho con nha, nói một cách nghiêm túc ha. Nếu như mà cư xử không phải phép, ở trong gia đình mà không có phép tắc á, thì mời đi ra khỏi nhà. Vậy đi. Em ở lại ký hợp đồng, anh về coi Trang thế nào nha. Anh Nam, anh phải ở lại ký chứ. Trang, mở cửa cho anh. Trang, Trang ơi. Cậu ơi, tôi nãy giờ mới tìm được cái chìa khóa cậu mẹ cậu để đâu cũng không nhớ nữa. Đây chìa khóa dự phòng nè cậu. Em làm gì trong phòng mà anh gọi hoài không nghe vậy? Em có biết là mọi người trong nhà lo lắng cho em lắm biết không? Rồi sao em không trả lời? Em không định nói gì với anh hả Trang? Trang, em sốt hả? Thôi đi xuống ăn cái gì để cho có sức khỏe, chứ em nằm hoài như vậy còn sốt thêm nữa. Em sao? Em mệt. Em muốn ngủ. Nhưng mà dù sao thì em cũng phải nói với mọi người một tiếng. Em có biết là tới bữa nội chờ em xuống ăn cơm. Anh gọi thì em khóa máy không liên lạc được. Anh phải từ khách sạn chạy về đây để coi em ra sao đó Trang. Ai cần anh quan tâm. Thôi, đi xuống ăn. Đi xuống ăn. Em phải xuống ăn thì mới lấy lại sức được chứ. Em nằm như vậy hoài càng bệnh thêm thôi. Em không đói mà con cũng đói mà Trang. Đi, nghe lời anh. Đi xuống ăn. Đi. Ráng ăn một chút đi cho lấy lại sức. Anh còn phải lên phòng nói chuyện với bà nội rồi qua khách sạn nữa. Em biết anh bận mà. Anh đi đi. Không thôi người ta đợi anh đó. Ý em là sao? Em giận anh vì chuyện gì? Giờ sao? Ở nhà mời khàn cả họng không thèm xuống. Đợi cháu tôi về để hầu đó hả? Nội, Trang bị sốt cho nên là nãy giờ con ép Trang ăn một chút xíu để cho lấy sức khỏe lại hả nội? Con đừng có binh nữa. Hai người đi qua đây, tôi có chuyện muốn nói.
Đáng lý ra thì tôi không cần phải nói điều này, tại vì tôi nghĩ là cô tự hiểu. Nhưng mà cô lại làm ra vẻ như cô không hiểu. À, hay là cô nghĩ ở trong nhà này tôi không có đáng gì, tôi chỉ là một bà già đau ốm thôi, phải không? Dạ, con... Trang bị sốt nên cũng quên thôi nội, Trang không cố tình vậy đâu. Dạ, con chào nội. Anh Nam, anh đi làm ơn có trách nhiệm với công việc hơn được không vậy? Khó khăn lắm em mới hẹn khách ra ký hợp đồng được, vậy mà anh bỏ về vậy là sao? Gấp cái gì mà gấp dữ vậy? Cái gì? Nó bỏ về trước hả? Dạ, khách tự hủy hợp đồng. Phải chi mà anh ráng ở lại thêm 10 phút nữa, ký cho xong rồi về cũng được. Ôi. Lần này anh lại bỏ về sớm với Trang như vậy. Nội ơi, con sẽ cố gắng giải quyết xong chuyện này. Sao anh không đi ký hợp đồng cho xong đi, rồi hãy về. Bây giờ tôi giống như cái tội đồ trong nhà này đó. Anh vừa lòng anh chưa? Nếu em không khóa máy điện thoại thì anh đâu có bỏ việc về như vậy. Chỉ vì gọi cho em không được nên anh lo lắng như vậy, anh mới về. Hay là anh đang làm chuyện gì sai ở sau lưng em, anh sợ em phát hiện? Là sao? Nãy giờ em nói năng hành động kiểu gì anh không hiểu gì hết vậy? Anh không hiểu thật không? Ý em là sao? Có thật sự là anh coi Mai Lan là em gái của anh không? Tại sao quá nhiều người khen hai người đẹp đôi? Chỉ vì mấy tấm hình trẻ con này mà em khóa máy điện thoại em bỏ ăn chưa hả? Sao em không gọi hỏi anh thẳng luôn? Tôi nhắn tin cho anh thì anh không trả lời. Còn Mai Lan thì đăng hình của anh với cô ta trên mạng xã hội với dòng trạng thái hạnh phúc. Mọi người thì vô bình luận là anh với cô ta đẹp đôi quá. Vậy anh nói thử đi, tôi là cái gì của anh? Hả? Thôi, tôi là cái thôi, gì? Thôi Trang, Trang, được rồi. Anh không biết là em nhắn tin. Anh sẽ cấm Mai Lan, mai mốt không cho Mai Lan làm mấy trò điên khùng này nữa, được chưa? Tôi gọi điện thoại cho ba thì bị bà nội cấm đoán. Tôi mệt một chút, tôi ăn không nổi thì bị nói tới nói lui. Vậy rốt cuộc mấy người kêu tôi về nhà này làm gì hả? Trang, Trang, kêu tôi về đây để làm cái gì? Bình tĩnh nghe anh nói đã. Còn nữa, tôi không hiểu tại sao mà các người lại luôn luôn kêu tôi là phải nghe lời răm rắp. Ồ, tôi là con rối của mấy người hả? Về đây để nghe mấy người sai khiến hay gì? Tôi hỏi anh à, gia đình của anh có dành một sự tôn trọng nào dành cho tôi chưa? Kể cả anh có thật sự quan tâm tôi chưa? Hả? Có ai thật sự tôn trọng tôi không? Anh nói tôi nghe đi. Ok, lỗi của anh, lỗi của anh. Thôi, em bình tĩnh đi. Khi nào em bình tĩnh rồi mình nói chuyện. Nghe, nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi đi. Sao
sao mình lại trở thành người như vậy? Ích kỷ và đa nghi. Lại một ngày dài chỉ ăn và ngủ dưỡng thai. Nhiều người có thai họ vẫn làm việc hoạt bát, xinh đẹp và tự chủ. Không được, mình phải cố gắng là chính bản thân mình. Ngon. Đúng khẩu vị của con luôn nha. Em biết cái món này là món anh thích nè. Ăn nhiều hơn nha. Ừ. Này dì Năm nấu ngon không? Dì Năm nào mà dì Năm. Mai Lan đó. Ở trong nhà này tánh ai nó cũng hiểu á. Nó biết là bà nội thích cái gì nè. Nó hiểu là con muốn ăn cái gì. Trời ơi, cái xá xíu này không phải dễ đâu nha con. Con phải ướp gia vị như thế nào, rồi để bao nhiêu tiếng, rồi làm nó mới được thấm như vậy đó. Phải cảm ơn Mai Lan hả con? Cảm ơn em. Em cũng ăn đi. Ủa Trang, sao em xuống tới đây rồi không xuống chào bà nội với chào cô đi? Sao đi lên vậy? Ủa, sao em xuống đây? Anh đã kêu dì Năm đem đồ ăn lên cho em rồi mà. Dạ, con chào bà. Con chào cô. Sao anh không gọi em vậy? Em cũng muốn xuống đây ăn chung với mọi người mà. Anh sợ em cũng mệt. Năm nó làm đúng đó. Cháu cứ ở yên trên phòng đi, có người đem thức ăn lên, không cần xuống làm gì. Nhưng mà con khỏe mạnh lắm, con đâu có bị mệt gì đâu. Con lao động quen rồi, tự nhiên bây giờ bắt con ở một chỗ chẳng khác nào là con ù lì. Để sau 3 tháng thì rồi tính. Ở trong nhà không phải muốn tung tăng đi đâu, đi chỗ này chỗ kia là tùy ý con nha. Ủa bà, vậy là bà quan trọng cái thai hơn là bà quan trọng cảm xúc hay là con suy nghĩ cái gì hả bà? Rồi cô nghĩ là tôi rước cô về đây để tôi làm gì? Để chăm sóc, để hầu hạ cô hả? Ở trong nhà này chỉ có một bà nội thôi. Hiểu điều đó đi. Dì Năm. Dạ. Dì lên phòng của Trang á, đem đồ ăn hồi nãy xuống giùm con. Dạ cậu. Để cho Trang ăn với mọi người cho nó vui. Tại vì mẹ vui á thì con mới khỏe được, đúng không mẹ? Đúng rồi đó con. Sau này á con xuống cùng ăn với mọi người cho vui nha con. Ừ. Anh năn nỉ nội á. Thôi mà nội, Trang cũng là người trong nhà mà. Nội làm vậy Trang không vui rồi ảnh hưởng tới em bé rồi sao? Nội không thương chắc của nội ơi. Bà nội làm vậy là đúng đó anh. Trang không khỏe, muốn ăn ở trên phòng thì nội đã chiều theo ý của Trang rồi. Còn muốn gì nữa? Thì bởi vậy người ta mới nói những người mang bầu là những người cần sự giúp đỡ đó con. Tâm sinh lý thay đổi khó kiểm soát lắm. Thôi không sao, em ăn đi coi sức khỏe. Anh Nam ơi, anh tranh thủ ăn lẹ nha. Hôm nay mình có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nước ngoài, sắp trễ giờ rồi. Ồ, trời, Mai Lan nhắc rồi nội mới nhớ. Con biết khách nước ngoài mà người ta mở hội nghị, ta chọn khách sạn mình á là rất là vinh dự á. Không phải dễ mà có được điều này. Nội cũng cùng đi nữa. Chờ đi, chờ nội lên thay đồ rồi xuống đi nha. Dạ. Em ở nhà uống nghỉ ngơi, chiều anh về với em. Mẹ nhà ngoan, mẹ có vui á thì con mới tươi được, biết không? Ngoan đi, chiều anh đi về sớm với em ha. Ba mẹ cái gì? Em không muốn sự xuất hiện của em ở đây chỉ vì em là mẹ của con anh đâu. Dù sao thì đứa bé cũng chưa chào đời. Em muốn anh cư xử với em giống như là chính em vậy đó. Ừ, em sao vậy? Giờ hai mẹ con là một mà. Mẹ cũng như là con mà con cũng như là mẹ. Anh thương mẹ cũng như là thương con. Ừ, không có suy nghĩ nữa hay chưa? Sao? Nội, cô tính làm gì? Tính làm chủ trong nhà này hả? Dạ ba. Ờ, con không có ý đó. Chỉ là con không muốn con bị coi như là người dưng trong ngôi nhà này thôi ạ. Không, em đâu phải là người dưng. Em là vợ của anh, là mẹ của con anh, sao là người dưng được? Bớt suy nghĩ nhiều đi. Là mẹ của đứa bé trong bụng thì đúng, nhưng chưa phải là vợ.
chưa cưới hỏi gì sao vợ với chồng được con. Nam à, con lớn rồi, phải lo công việc cho ổn định chứ con. Con hứa với nội là con sẽ quản lý khách sạn tốt. Tại sao bây giờ con lơ là vậy? Hả? Gần sát giờ đi làm rồi mà con vẫn ở đây con đưa đẩy như vậy. Con muốn mất hợp đồng luôn hay sao? Ừ? Còn cô nữa, để cho nó đi làm chứ. Nó đang tập trung công việc mà. Ngày hôm qua thì gây sự, ngày hôm nay tính kiếm cớ cho nó khỏi đi làm hả? Ở trong nhà này giờ không có người lớn hả? À, thôi trễ giờ mình đi hả nội? Hai đứa đi làm đi, hôm nay nội ở nhà nha. Ủa sao vậy nội? Nội thấy hai đứa giải quyết công chuyện cũng được, có Mai Lan hỗ trợ thì tất cả mọi chuyện sẽ tốt mà. Ừ? Dạ, con với anh Nam chắc chắn sẽ đem hợp đồng về cho nội. Đi đi hai đứa. Vậy thôi tụi con đi nha nội. Anh đi nha. Cô chuẩn bị vô thay quần áo rồi đi với tôi. Dạ. Ờ, đi đâu hả bà? Đi mua quần áo bầu cho bà mẹ. Cái thai như vậy mà mặc quần áo bó kiểu như vậy làm sao nó phát triển được. Con mới mang thai chưa được 3 tháng mà. Bụng con còn nhỏ lắm. Khi nào mà cái thai lớn đi rồi con tự đi mua cũng được ạ. Cứ người lớn nói chuyện là cãi à. Ở đâu mà ra cái kiểu vậy? Mua quần áo bầu để cho em bé nó phát triển một cách đầy đủ hơn. Nói không hiểu hả? Còn nữa, tại sao chưa ăn sáng? Vô ăn cho hết cái phần ăn sáng đi. 30 phút nữa thì đi với tôi. Cô Trang, cái món này nấu xong á, là phải ăn liền nó mới ngon. Cô để nãy giờ á, cái nó nguội nó mất ngon á. Cô ăn liền đi rồi tôi dọn cho. Tôi còn đi làm công chuyện khác nữa. À, dạ thôi dì Năm ơi, con ăn không nổi đâu. Cái món gà tiệm thuốc bắc này mới nghe mùi thôi là con. Dì dẹp giùm con nha. Đâu có được đâu cô Trang. Trời ơi, bà mà biết cô không ăn á, bà la tôi đó. Cô gắng ăn đi nha. Con ăn không nổi. Ờ, hay là bây giờ không thấy gì, dì cho ai ăn giùm con đi. Trời ơi, sao mà được. Ở đây có gắn camera đó. Cô mà không ăn á, bà phát hiện liền hả? Trời, còn lắp camera nữa. Như quản thuốc tù nhân vậy. Cả ơi, biết tin gì chưa? Tin gì? Con Mén với ông Công á đang bị tẩy chay rồi. Trên mạng bây giờ bóc phốt hai cha con nó rần rần luôn. Người ta còn đồn con Mén nó có bầu nữa kìa. Mén, mày mệt mỏi với tao rồi. Sao con phải ăn trứng ngỗng vậy? Với lại hồi sáng con mới ăn một tô cháo rồi thêm một chén gà hầm nữa. Con no quá rồi. Không phải ăn cho cô, ăn cho cháu tôi. Hồi nhỏ là chị Phượng ăn mỗi ngày một cái trứng ngỗng á, cho nên mới đẻ được cái thằng Bảo Nam giỏi giang thông minh mà bây giờ cô theo đuổi nè. Tao với mày ở đây me từ bây giờ tới sáng, thế nào con chó nó cũng ló đầu ra. Để được vô tới căn nhà này nó cũng đáng ngại lắm mà. Thứ dữ á, nhà bá lửa luôn. Ngoài bà ra thì trong nhà này không còn nhân quyền nữa hay sao? Nói cái gì đó? Mới nói cái gì nhân quyền? Sao bà lại kêu dì Năm đổ bỏ hết tất cả đồ ăn mà ba con đem tới? Ba cái đồ ăn ăn không được, để thúi nhà thì phải đổ đi chứ sao? Bà đang làm cái gì vậy? Bà đổ bỏ nó, chẳng khác nào là bà đổ bỏ hết tình cảm, tâm tư mà ba con dành cho con à? Nếu cô và anh Nam thật sự quan tâm cho bà nội, thì đã không đưa Trang về nhà này ở rồi. Rồi làm tất cả mọi chuyện xào xáo lên, ảnh hưởng tới bà nội nhiều như vậy. Cái cách con nói khiến cho cô có cảm giác là con rất là ganh ghét cái chuyện con Trang về đây sống đúng không? Đây chỉ mới là bắt đầu. Chưa là gì với con trai của bà con. Căn nhà này tôi mơ.